Hello, xin chào các tỷ phú tương lai. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn rút cái đồng xích em về ạ, cũng như là cái một số cái cập nhật thêm, cũng như là hướng dẫn cái cách rút cái đồng Bitcoin ở trên app đào BTCS nhé. Nhưng trước tiên là mình muốn đề cập đến cái app đào MNC này ạ. Thì một số bạn cứ thắc mắc là khi mà KC xong, invest xong thì nó sẽ bị mất hết cái chỗ này. Khi chúng ta invest và tức là chúng ta gửi hết cho họ rồi thì làm gì còn nữa, đúng không? Và hàng ngày họ sẽ trả cái số cả gốc lẫn lãi của chúng ta ở đây mà. Thế cứ bảo làm sao các bạn bảo là invest xong là nó mất ở đây thì nó phải mất chứ. Nếu invest mà nó vẫn còn ở đây thì làm sao gọi là invest được, đúng không ạ? Đó, khi mà hàng ngày nó sẽ trả cho chúng ta ở đây, chúng ta cứ vào đây, chúng ta kích vào cái chỗ exchange này. Đó, cái ô màu xanh ấy ạ. Đó. Đây này, mấy lần mình nhận là nó ghi hết ở đây nha. Đó, và nó cộng lên trên này đúng không ạ? Đấy, mình thu cái số thu hoạch của mình ấy thì là nó sẽ lại cộng ngược lên trên này. Và khi nào được nhiều chúng ta rút, tại vì là cái phí rút của nó bây giờ là 500 MNC. Đó, ví dụ như là các bạn rút ít thì nó có bỏ không? Không bỏ đúng không? Đó, và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái đào siêu em trước nha. Đây ạ, cái đồng Shiba Inu Mazer đây đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ, hôm trước của mình nó bị đơ cho nên mình không làm được ấy. Đây này, hôm nay nó lại thông rồi. Chúng ta sẽ chọn vào Việt Nam đúng không? Ở đây chúng ta điền cái số phone của chúng ta vào này. Ở dưới này chúng ta sẽ dán cái mã ví vào. Và lưu ý là cái mã ví này là chúng ta lại phải lấy cái địa chỉ ví của mạng HecoChan nha. Ở đây chúng ta điền cái mã code vào này. Sau khi điền mã code xong, chúng ta gõ vào cái ô màu xanh ở bên dưới. Đó. Và ở đây ấy, thì là nó yêu cầu chúng ta là phải điền mã code của Google Authent đúng không ạ? Thì chúng ta phải lập cái Google Authent này. Thì các bạn phải tải một cái app như thế này. Đây ạ, cái app màu đen này. Các bạn vào, các bạn gõ Google Authent nha. Đây, các bạn vào cái túi tải ứng dụng này ạ. Đây ạ. Các bạn gõ Google Authent ra. Au này. Authent này, đúng không? Đó, là nó hiện luôn ở trên này đúng không? Đó, các bạn tải về cho mình nha. Của mình có sẵn rồi cho nên là mình không cần phải tải nữa. Và ở đây chúng ta sẽ gõ vào cái chữ BinNow này. Sau đó các bạn dán cái ví vào đây trước nha. Sau đó rồi các bạn hãy copy cái này để các bạn lấy code. Vì nếu mà lấy code chậm là không ok đâu ạ. Đây nha, các bạn dán cái địa chỉ ví ở trên này đã này. Đó. Sau đó là các bạn copy này. Các bạn gõ vào cái ký hiệu copy của nó bên cạnh cái dòng chữ đỏ ấy ạ. Các bạn gõ vào này. Copy nó lại nha. Đó, quay sang bên này. Đây ạ. Đó, các bạn gõ vào cái dấu cộng ở bên dưới này. Cái dấu cộng ở bên dưới để chúng ta thêm vào này. Ở đây chúng ta không cần quét mã cũng được ạ. Chúng ta gõ vào nhập khóa thiết lập. Đó, tên tài khoản thì các bạn gõ cái gì cũng được ạ. Đây nó là đồng ship em đúng không? Thì chúng ta gõ ship em vào. Sau đó các bạn dán cái khóa của chúng ta vừa copy vào và các bạn gõ vào chữ thêm này. Đó, thế là nó ra luôn đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta copy luôn cái mã code 6 số đấy, chúng ta dán vào bên này. Đó, và các bạn gõ vào cái ô màu xanh ở bên dưới ạ. Thế là đã xong. Đúng không ạ? Thế là chúng ta đã tạo được cái Google Authent đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta muốn điểm danh hàng ngày thì chúng ta sẽ vào cái Google Authent đó. Copy cái mã của Google Authent chúng ta dán sang bên này. Đó. Và các bạn gõ vào cái ô màu xanh như mọi khi đó. I got it. Thế là xong ạ. Bây giờ nó rất là đơn giản đúng không? Nghĩa là chúng ta không cần phải nhập code gì. Nó rất là nhanh. Chỉ cần chúng ta vào cái Google Authent này. Chúng ta copy cái mã mà nhớ nhanh nhá. Cái vòng xanh của nó đang chạy nhiều ấy, nó còn đang nhiều thì các bạn tranh thủ các bạn copy luôn. Chứ còn nó mà chạy gần hết rồi mà các bạn copy là sang kia không kịp đâu ạ. Cái vòng xanh nó phải còn đang chạy còn nhiều, tức là một cái vòng mới nó mới mở ra ấy, thì là các bạn copy, sau đó là các bạn sang bên này. Các bạn dán vào cái ô như là mình vừa dán. Đó, và
các bạn nhận như bình thường. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải xác minh số điện thoại, thì các bạn lại gõ tiếp vào cái ô màu đỏ ở bên cạnh cái số điện thoại ạ. Các bạn gõ vào cho mình nha. Đó, và các bạn gõ vào chữ send code. Thì hiện tại cái trường hợp những cái số của Việt Nam không nhận được mã code rất là nhiều, không thấy nó gửi mã code về đâu ạ. Cũng có thể là do của mình chưa đủ 21 ngày, các bạn cứ làm nha. Nếu như mà của bạn nào ấy mà đủ 21 ngày để xem có giả code về không. Nếu như không giả code thì các bạn sẽ phải lập một cái tài khoản WeChat. Đó. Sau khi lập tài khoản WeChat thì các bạn sẽ kết bạn với lại cái người của họ để chúng ta nhờ họ hỗ trợ. Đó. Đó, đã hết thời gian rồi nhưng mà nó vẫn không gửi về cho mình đâu ạ. Đó, vì vậy cho nên là chúng ta sẽ vào phải cài đặt cái WeChat nhé. Các bạn vào chỗ tải ứng dụng này, sau đó các bạn gõ vào chữ WeChat, WeChat, đó, nó nằm ngay trên đầu đây nha. Các bạn gõ vào đó, và các bạn gõ vào chữ cài đặt. Sau đó các bạn gõ vào đăng ký bằng số điện thoại ở dưới chân này nha. Đăng ký qua điện thoại này. Đó, ở đây là các bạn đặt tên này. Trần gì tôi chả cần đặt Trần gì cả. Tôi cứ tên của tôi đặt đúng không? Đó. Và ở đây chúng ta nhập số điện thoại. Các bạn nhớ bỏ được số 0 ở đầu đi nhá. Tại vì ở trên này nó có cộng 84 rồi. Đó, ở dưới này là chúng ta nhập mật khẩu vào này. Sau đó các bạn gõ vào cái ô đồng ý với điều khoản dịch vụ này. Các bạn gõ vào đăng ký bằng số điện thoại. Các bạn kéo hết lên, coi như là mình đọc rồi ấy. Kéo hết lên, sau đó các bạn gõ kích vào tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản trên, gõ vào chữ tiếp. Các bạn gõ đã hiểu. Gõ cho phép. Cho phép. Các bạn gõ vào bắt đầu. Các bạn kéo này. Kéo cái hình này để cho nó khớp vào nhé. Cái này nó rất là phức tạp các bạn ạ. Hôm nay mình đăng ký 2 tài khoản thì bị một tài khoản cũng như thế này. Tức là các bạn sẽ phải, một là các bạn phải quét cái mã WeChat này của các bạn và nhờ một người người ta dùng sử dụng cái WeChat này, và cái tài khoản của người ta phải tức là phải dùng được ít nhất là hơn 1 tháng rồi người ta mới có thể giới thiệu cho các bạn. Và cái mã này nó chỉ cho chúng ta sử dụng trong 1 phút thôi ạ, nó không cho dùng lâu đâu. Đấy, thế cho nên là cái này thì mình sẽ phải lập ra một cái nhóm để xem là những ai dùng WeChat ấy thì là sẽ nhờ các bạn ấy để giúp đỡ cho các bạn. Tức là vì mà nó lại phức tạp một cái hơn nữa, đó là mỗi một tài khoản chỉ được phép giới thiệu một người trong một ngày. Vì vậy cho nên là nó sẽ khá là lâu đấy ạ. Ai có WeChat rồi thì là các bạn có thể là vào để quét cái đây ạ. Đây, ai mà có WeChat rồi thì chỉ cần quét cái mã này vào để kết bạn với lại support ở của cái thằng ship em này để chat với họ, họ hỗ trợ lẫn, cứ bảo là tôi không nhận được mã code. Đó, thì là họ sẽ tự xử lý cho mình nha. Nếu như mà bạn nào mà có WeChat rồi ấy thì là các bạn có thể làm bằng cách đó. Còn những ai mà chưa có thì phải lập mới ạ, và lập mới thì nó như của mình đấy ạ, rất là phức tạp đúng không? Hôm nay mình đã lập thử 2 tài khoản thì một cái tài khoản nó cũng bắt là phải nhờ một người giới thiệu, còn một cái tài khoản thì không bị, nó gửi cho mình một cái mã code về số điện thoại mình nhập vào là được. Nhưng mà có tài khoản nó kiểu gì tôi cũng không hiểu được cái app này luôn ấy, làm ăn kiểu gì, bực mình gì đâu ấy. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm về cái app đào Satoshi. Các bạn nếu mà các bạn không muốn dùng màu đen ấy thì các bạn gõ vào đây, các bạn đổi nhá, đổi màu nhá. Đây này, các bạn gõ vào chữ mi này. Thì ở đây này, các bạn gõ vào ô thứ 4 này. Đó, là nó có đây này, ở ngay dòng bên trên này. Các bạn có thể là chọn nine hoặc là đây. Đó, nếu mà các bạn chọn nine thì là nó sẽ tối om luôn này. Đây này. Đó, nhưng mà mình sợ các bạn nhìn nó khó ấy. Thế cho nên là mình sẽ chuyển nó sang sang đây nhá, để cho các bạn nhìn nó dễ nha. Đó, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp về một số cái khá là hay ho. Đó, cái thứ nhất đó là hàng ngày chúng ta sẽ vào cái chỗ receive
BTCS này để chúng ta nhận, đúng không ạ? Còn các bạn có thể là vài tiếng các bạn vào nhận một lần nếu mà các bạn rảnh, còn nếu mà không rảnh thì 24 giờ các bạn vào tích một lần này, các bạn gõ vào đó là nó sẽ thu hoạch hết cái chỗ này, nó cộng lên trên phía trên này cho chúng ta. Đó, nó sẽ cộng lên phía trên này cho chúng ta nha. Đó, và cái tiếp theo nữa ở đây ấy là có những bạn mà bảo là chị ơi tại sao em không có cái đào BTC, đào Bitcoin thì cái này thì tôi chịu rồi, chắc là do ăn ở rồi, đúng không ạ? Thế là ra mà người được người không được. Và có những bạn thì lại bảo là cái này là chỉ có tuyển rep thì mới có thôi, nhưng mà thực tế là không phải là do tuyển rep nha. Tài khoản này hôm qua tôi làm video là lúc đấy là hoàn toàn mới, đúng không ạ? Tôi vừa lập xong luôn, làm gì đã có rep đâu ạ, chưa hề có rep, nhưng mà tôi vẫn được cái đào cái BTC này. Đó, thế này thì là phải xem lại cái cách ăn ở thôi, đúng không? Và cái tiếp theo nữa là chúng ta sẽ nhận cái đồng BTC. Đây ạ, các bạn gõ vào cái ô mining thứ hai này nha. Mining phase này, đó, các bạn gõ vào đó. Và các bạn kéo lên này, các bạn nhận này. Các bạn nhìn thấy chỗ receive đi không ạ? Những cái ô màu đỏ đỏ này, những cái bên trên này. Một là người ta không biết kích, đó, hai là người ta không có. Đó, còn ví dụ như những người dưới này này, gõ và nhận đúng không ạ? Gõ vào close này thì nó sẽ cộng lên trên phía trên này cho mình, cộng vào chỗ BTC cho chúng ta ấy. Sau đó các bạn gõ vào next này. Đó, các bạn lại cứ thế là các bạn nhấn vào các bạn thu hoạch nha. Còn thu hoạch khi mà những cái người mà chúng ta giới thiệu họ được cộng 48 hay 49 hay 47 satoshi thì chúng ta cũng thế ạ. Chúng ta cũng sẽ được cộng 47, 48, 49. Đó, cho nên là các bạn năng đi chia sẻ nha, để chúng ta được cộng cái này vào nha. Đó. Và mọi người cũng nhớ là cái này cũng như cái kia, cũng 24 giờ chúng ta sẽ phải vào kích nhận một lần, nếu không nó sẽ không đào tiếp ạ. Đó là cái thứ hai ạ. Đây, chỗ này của mình là đã đủ rút rồi, tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách rút nha. Và tiếp theo đó là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn tăng cái tốc độ đào lên. Các bạn gõ vào cái git card này. Đó, sẽ có 10 cái mã code này để chúng ta đi chia sẻ để tăng tốc độ đào. Khi mà cái người mà người ta nhập cái mã code của các bạn vào thì người ta sẽ được tăng 30k cái mã H đấy, cái băm ấy ạ. Đó, đây này, chúng ta là mỗi người được 100 băm đúng không? Đó, 100k băm đấy. Thì là bây giờ nếu như họ nhập cái mã code của chúng ta vào ấy thì họ sẽ được tặng thêm 30k nữa, thì nó sẽ thành 130k ở đây. Đó, cái mã H của họ sẽ được tăng lên. Và bạn ấy thì là sẽ được tăng 1k thôi ạ. Đó, nó lại thế đấy. Nó buồn cười vậy á. Và chúng ta có thể trao đổi cho nhau đúng không ạ? Chúng ta trao đổi cho nhau như thế là chúng ta sẽ tăng được cái mã H ở, tức là cái tốc độ đào của chúng ta lên rất là nhiều. Mỗi một bạn như thế này này, các bạn có thể đi chia sẻ cho 10 bạn. Mình định lập một cái nhóm nhưng mà nó rất là rắc rối, tại vì là bây giờ cái kênh của mình thì nó tận mấy ngàn người cơ, mà bây giờ lập cái nhóm thì nó không đủ. Vì vậy cho nên các bạn có thể tự comment ở dưới cái video này của mình này, và đừng để lẫn lộn ạ. Cái người nhận thì là phải trả lời luôn vào cái comment của cái người vừa comment đó. Đó, tức là võ và trả lời nha. Đó, để cho nó khỏi bị lẫn lộn, không có lại cứ những cái code mà dùng rồi thì lấy để sử dụng là không được. Đó, hoặc là có những cái mã code lại không được dùng thì nó rất là phí đúng không ạ? Đó. Hoặc là chúng ta có thể trao đổi trong này này, ở trong cái chỗ chat này, các bạn vào chỗ chat này nha. Đây này. Các bạn gõ vào bên cái ô mymin này. Đó. Các bạn ấy đang có những cái mã ở trong này này. Nhưng mà những cái bạn kia gõ mã thì chỉ gõ mỗi cái mã không thôi nhá, thì người khác mới cóp được chứ. Đó, thì các bạn có thể vào đấy cóp. Và đây này, cái cách cóp ấy thì các bạn gõ vào chữ copy này nha. Sau đó gõ vào chữ close. Đó, để chúng ta đi chia sẻ đúng không ạ? Còn khi cái người nhận được ấy thì là các bạn phải gõ vào đâu ạ? Các bạn phải gõ vào cái yêu gift card này. Đây này các bạn nhìn thấy không ạ? Gõ vào cái yêu gift card này, sau đó các bạn dán cái mã code của họ vào đúng không? Đây này. Đó, sau đó các bạn gõ vào chữ confirm. Nhưng mà của mình gõ confirm chắc là không được, tại vì mình không thể giới thiệu được cho mình. Đây mình sẽ thử gõ nha. Confirm này thì là không thể được đúng không ạ? Đó, tại vì đây là của mình mà, không phải là của người khác. Đó, các bạn lưu ý nhá. Thì chúng ta cứ thế chúng ta đi chia sẻ để chúng ta tăng tốc độ đào lên. Và cái tiếp theo nữa, đó là có một cái nữa để cho chúng ta tăng tiếp, đó là cái hát cạc này.
ở ngay bên cạnh ạ. Đó, các bạn gõ vào cái chữ ở cạnh chữ roi này nha. Initiate. Đó. Các bạn có thể tạo một cái nhóm 2 người hoặc là 3 người, 4 người, 5 người. Đây này, ví dụ như các bạn tạo nhóm 2 người chẳng hạn nha. Các bạn gõ vào chữ initiate. Đó, close. Đó, thế là nó vào đây đúng không ạ? Là nó có rồi này. Đó thì là các bạn có thể join vào trong cái nhóm đó đúng không? Khi được chia sẻ thì các bạn gõ vào chữ join này nha. Các bạn gõ vào chữ join này. Đó, và các bạn dán cái mã code được chia sẻ vào đây. Ví dụ như thế này. Sau đó các bạn gõ vào chữ confirm là các bạn sẽ được vào cái phòng đó. Và chúng ta sẽ tự tăng cái tốc độ đào cùng với nhau. Đó, đây này. Tăng 5%, tăng 5%, tăng 10%. Đó, hai cái mã dưới này là chúng ta sẽ tăng 10%. Còn ba cái mã trên này là chúng ta sẽ được tăng 5%. Đó, nó có hai cái cách để cho chúng ta tăng cái tốc độ đào ở cái chỗ đó nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách rút cái đồng BTC á, bảo đồng Bitcoin á. Cái min rút của nó là 20.000 đồng 20.000 Satoshi của Bitcoin nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ rút cho các bạn xem nha. Đây ạ, các bạn gõ vào cái chữ mai ở dưới này. Đó, gõ vào đó và các bạn gõ vào đây. Nó sẽ chuyển sang bên này đúng không ạ? Ở trên này là đồng BTCS thì hiện tại là chúng ta chưa thể rút được ạ. Chúng ta mới chỉ rút được cái đồng Bitcoin thôi. Đó, thì các bạn gõ vào cái đồng Bitcoin này. Ở đây nó sẽ có chữ withdraw đúng không ạ? Đây nó là cái chữ, là cái để cho chúng ta rút ra. Còn cái transfer này ấy, nó là chúng ta có thể là trao đổi qua cho nhau được. Nhưng mà cái min transfer của nó cũng là 10.000 Satoshi nha. Đây các bạn gõ vào transfer này. Đó, nhưng mà trước tiên là chúng ta phải lập một cái mật khẩu rút tiền ấy ạ. Các bạn gõ vào close này. Đó, và ở đây là chúng ta phải nhập cái mật khẩu đăng nhập. Sau đó là chúng ta nhập hai cái dòng mật khẩu này là hai cái dòng mật khẩu rút tiền nó phải khớp nhau nha. Đó, và các bạn nhớ nha, là nếu như các bạn quên cái mật khẩu rút tiền này thì là các bạn cứ vĩnh viễn không bao giờ viện rút được tiền đâu. Vậy cho nên là các bạn phải ghi nó ra một cuốn sổ ạ. Đó, sau đó các bạn gõ vào confirm. Các bạn gõ vào close, thế là xong nha. Ví dụ như các bạn muốn transfer này thì các bạn gõ vào đây này. Ví dụ như cái số điện thoại hoặc cái email của cái người mà đăng ký ở Gmail ấy ạ. Đó, ở đây, sau đó là cái số tiền các bạn muốn trao đổi cho ai ấy ạ. Đó, rồi là cái mật khẩu rút tiền ở đây và các bạn gõ vào chữ BTC transfer. Đó là nó sẽ chuyển đi và đây là mình rút ạ. Thì mình sẽ gõ vào withdraw nha. Bây giờ mình sẽ về mình lấy ví chất wallet xem là nó có nhận không nha. Ví chất wallet đây ạ. Mình thử sao chép ví này xem nó nhận không. Dán ví vào đây này. Sau đó các bạn gõ vào chữ ô, nhập cái mật khẩu vào. Đó, các bạn nhập mật khẩu rút tiền vào nha. Ở đây cái phí giao dịch nó sẽ là 1.000 Satoshi nha. Đó, và mình gõ vào withdraw confirm này. Thế là thành công rồi ạ. Close. Ok rồi đúng không ạ? Cái lệnh của mình ở đây nha. Và để xem thời gian nó chuyển về ví cho mình là bao nhiêu thì mình sẽ công bố với các bạn vào cái video ở lần sau nha. Và bây giờ mình sẽ vào quay cái chương trình đáng nhẽ là của ngày hôm qua đấy ạ. Nhưng mà tại vì hôm qua là mình cũng rất là bận. Bận tối mắt với lại cái thằng này. Tại vì là các bạn không KC được thì cứ người nọ gọi người kia gọi, xong người nọ nhắn tin người kia nhắn tin, xong rồi là à, nhân đây mình cũng nói luôn nhá, cái thằng điện thoại thông minh ngu đấy thì nên giục nó vào thùng rác đi ạ. Tại vì là cái thằng này cũng không thể làm được cái kèo này đâu. Đó, rất là tiếc luôn, mình tiếc cực kỳ luôn ấy. Tại vì là cái đồng BTCS này ấy, nó có một cái tương lai rất là ok. Nó mà không làm được thì thực sự là phí lắm á. Muốn mà kiếm được nhiều Bitcoin cũng như là cái đồng BTCS thì các bạn phải chia sẻ đúng không ạ? Nếu các bạn đi chia sẻ thì các bạn sẽ nhanh được rút hơn, sẽ được nhiều hơn, số lượng nó sẽ nhiều hơn đúng không? Chứ còn nếu mà mình làm thì nó sẽ rất là lâu. Đó. Và hôm nay mình cũng xin phép các bạn đó là mình không thể trả lời được câu hỏi ạ. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái video nó đã quá dài rồi, hơn 20 phút rồi. Nếu mà trả lời câu hỏi thì chắc là nó phải quá nửa tiếng luôn. Không ai xem được cái video dài như thế, đúng không? Vì thế cho nên là xin phép các bạn là mình sẽ để lại vào cái buổi sau mình trả lời sau nha. Ở đây mình nhìn thấy có một bạn ngay ở đầu tiên đúng không ạ? Cái test file của em không nhập được số với chữ. Cái này thì...
không dùng được ấy bạn ạ. Mình đã hôm qua mình đã mất cả ngày hôm qua để mình tìm hiểu ấy. Khi mà đăng cái video này lên thì rất là nhiều người dùng cái thằng điện thoại thông minh ngu đã hỏi mình về cái cách để tải cho nó. Nhưng mà mình đã tìm mò mẫm cả một ngày hôm qua, mình không làm được cái việc gì chỉ vì nó. Nhưng mà thật sự là không có cách nào để đăng ký cho cái thằng điện thoại thông minh ngu đâu. Đó, cho nên những bạn nào mà có điện thoại thông minh ngu thì nên là tranh thủ đi sắm ngay một cái điện thoại Android về để các bạn làm nha. Chứ mà nếu không thì các bạn bỏ lỡ rất là nhiều kèo luôn đấy ạ. Cái event hôm nay nó là của ngày chủ nhật, và các chủ nhật của tháng 9 thì mình sẽ làm quay event của cái ngày chủ nhật là thưởng là 100.000 đúng không ạ? Đó, mình sẽ tìm xem là hôm nay ai là người may mắn để nhận 100.000 ạ. Trời ơi. Trời ơi, mình tưởng nó dừng đúng vào cái comment của một cái bạn nào đó gửi cái số cái địa chỉ ví tệ đấy. Thế mà cuối cùng nó lại tiếp tục nó chạy. Không hiểu làm sao luôn. Nó lại chạy đến cái bạn Bolero bất hủ này. Trời ơi, chắc là bạn này bán nghiện Bolero lắm. Cảm ơn AD. Vâng, chúc mừng bạn. Bạn là người may mắn để trúng được cái event 100.000 hôm nay. Và đợt tới này, để cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người đối với mình, thì khi mà được 10k sub ấy ạ, thì mình sẽ có một cái event rất là lớn luôn. Đó, chơi lớn luôn. Lần này mình chơi lớn luôn á. Đó, mọi người có hóng không ạ? Đến khi nào được 10.000 sub thì mình sẽ làm event là sẽ có 10 người may mắn và mỗi một người sẽ được tặng 100k Việt Nam đồng. Lớn không ạ? Chơi lớn luôn. Đó, tại vì làm sao mà đợt này mình không thưởng coin ạ? Tại vì là mọi người đang ở trong cái thời gian dịch này rất là cần tiền mặt, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là mình sẽ làm cái event vào đợt tới này là bằng tiền mặt để giúp các bạn không được nhiều nhưng mà cũng được một chút ít nào đó để các bạn có thể là mua mì tôm để chống đói qua những cái ngày dịch này, đúng không ạ? Mình thấy ở trong Sài Gòn ấy hay hoặc là Bình Dương ấy có rất là nhiều người khổ lắm luôn ấy, người ta tâm sự với mình mà thật sự mình rớt nước mắt luôn. Đó, cho nên là có những cái người nào mà mình có thể giúp được là mình cũng đã giúp rồi. Đó, nhưng mà thật sự là lực bất tòng tâm, mình cũng không thể giúp được cho nhiều người như thế. Nhưng mà nếu như mà ông trời giúp cho mình kiếm được nhiều tiền ấy, thì mình sẽ giúp được cho rất là nhiều người luôn. Đó là cái mong muốn của mình. Đó, và cũng không lâu đâu ạ. Tại vì hiện tại là cái kênh của mình đã được hơn 7.000 sub rồi. Thế cho nên là để lên đến 10.000 sub thì mình nghĩ là nó chỉ tầm độ khoảng chục ngày hoặc nửa tháng nữa thôi. Mình tin là mình sẽ làm được và mình tin là các bạn cũng sẽ ủng hộ mình nhiệt tình luôn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để nhận những cái kèo hot của mình nha. Bye bye.